tháng 12, dồn dập tin xấu, vàng lên đỉnh. Tính tới 8 giờ 30 phút 24 tháng 12, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 41,52 triệu đồng trên lượng, mua vào, và 41,70 triệu đồng trên lượng, bán ra, không đổi ở chiều mua vào và giảm 20.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức 41,54 triệu đồng trên lượng, mua vào, và 41,78 triệu đồng trên lượng, bán ra không đổi ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối giờ ngày 23 tháng 12, tới 8 giờ 30 phút 24 tháng 12, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1485 USD trên ounce, giá vàng giao tháng 2 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1490 USD trên ounce, giá vàng hôm nay cao hơn 15,6% so với đầu năm 2019, vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng có giá 41,1 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế và phí hơn 700.000 đồng so với vàng trong nước. Giá vàng thế giới tăng vọt lên đỉnh một tuần với lượng giao dịch khá thấp trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Tin xấu dồn dập đến vào thời điểm cuối năm, vàng tăng giá mạnh, bất chấp đồng đô la Mỹ cũng tăng giá trong phiên giao dịch đầu tuần, chủ yếu do chứng khoán khu vực châu Á hầu hết giảm điểm trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và giới đầu tư nghi ngờ về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Chứng khoán Trung Quốc trong phiên đầu tuần giảm điểm, ngay cả sau khi nước này công bố thông tin sẽ cắt giảm thuế quan cho 850 mặt hàng, bao gồm thịt lợn đông lạnh các loại thuốc điều trị tiểu đường từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020, vàng tăng giá còn do nguy cơ xảy ra bất ổn tại bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng nói về một món quà Giáng sinh, úp mở về một vụ phóng thử tên lửa mà có thể phá vỡ khả năng về một thỏa thuận với Mỹ. Sau 2 năm khá nồng ấm với 3 lần gặp mặt trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un, những tuyên bố gần đây cho thấy, Triều Tiên đang lên kế hoạch áp dụng một chính sách cứng rắn nhằm vào nước Mỹ có liên quan tới việc loại bỏ phi hạt nhân hóa ra khỏi bàn đàm phán, trong bối cảnh ông Trump đối mặt với bất ổn chính trị trong nước tuy nhiên đa tăng của vàng bị kìm lại do kinh tế mỹ vẫn diễn biến tích cực với thị trường chứng khoán vẫn đang ở đỉnh cao kỷ lục và một đồng đô la mỹ tăng giá mạnh